Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đọc bài số 2, Picking Out Clothes. Bài này thì chỉ có 6 câu thôi và mình sẽ đi vào học từng phiên âm của từng từ một, sau đó mình đọc cả câu làm sao cho nó thật là trôi chảy và thật là tự tin nhé. Rồi mình bắt đầu thôi. Câu số 1. Con không muốn mặc chiếc áo màu đỏ. Trong này thì mình sẽ có từ đầu tiên đó là I, nguyên âm đôi, I. Ok. Âm này thì chúng ta sẽ lưu ý này. Có nguyên âm đôi đó là âm O. Ok. Có âm N đằng sau mình sẽ đọc là N. Own. Ok. Rồi cứ thế mình đọc vào thôi. Đấy là D, don't. D, don't. Và nhớ bật âm T ở đằng sau nhé, bởi vì là nó là phủ định. Don't. Tiếp theo đó là âm want. Vậy thì cái từ này này thì mình sẽ đọc là want. Want. Âm này là một âm rất khó trong tiếng Anh. Mình sẽ đọc để đọc đúng lúc âm này thì đầu tiên là lưỡi của mình đưa ra bên ngoài, hai răng chạm nhẹ và rung cổ họng nhé. Rồi, cái từ này mình đọc là âm the. Great. Tiếp nào. Mình sẽ có nguyên âm đó là e. Red. Nhớ bật âm cuối nhé, đó là âm d. Từ cuối cùng nào. Đây, cái âm dài dài này này, mình sẽ đọc là sh. Ok. Âm này là âm a và có chữ âm r ở đằng sau thì mình sẽ đọc là cong lưỡi vào nhé. Rồi và âm từ cuối đó là t. Rồi ghép vào mình sẽ có là shirt. Alright, rồi mình xem nhé. I don't want the red shirt. I don't want the red shirt. Câu số 2 mình sẽ có từ you. Âm này đọc thì chúng ta sẽ hạ cằm xuống này. You. And âm e. Cái âm này mình đọc mình mở to miệng ra này, lưỡi đặt xuống chân răng dưới này. Can pick out. Và mình thấy ở đây là cái âm k nó sẽ nối âm với âm out. Mình sẽ đọc là pick out. Rồi, từ what mình sẽ có là what. Rồi, you giống đã học ở trước. Rồi, tiếp theo nào. Âm này mình học ở trên rồi nhá. Want. Bật âm cuối này, want. Âm tiếp theo là to. Rồi, âm này cong lưỡi nhá. Where. Today. Từ này có hai âm tiết này, âm đầu tiên là t, âm thứ hai này d. A day. Và trọng âm rơi vào âm thứ hai, vậy mình sẽ đọc to âm thứ hai nên today. Mình cùng đọc cả câu nhé. Okay, you can pick out what you want to wear today. Mình sẽ cùng đọc cả câu này nhé. Okay, you can pick out what you want to wear today. Okay, you can pick out what you want to wear today. Câu số 3 nhé. Rồi, từ đầu tiên là the. Ok, the. Yeah. Nguyên âm tiếp theo là low. Yellow. Âm này mình cũng học được rồi này. Shirt. The yellow shirt. Câu 4 mình sẽ có từ đầu tiên đó là nice. Vậy đọc như thế nào? Mình sẽ có vùng nguyên âm đó là âm I.
Ok. N. I. S. Nice. Nice. Nhớ phải bật âm S ở cuối cùng nhé. Nice. Rồi phụ âm tiếp theo mình sẽ đọc là ch, ch. Oi. Nguyên âm oi. Và cuối cùng nó là âm S. S. Choice. Âm I. I. W. I. Và âm tiếp giống cái âm này nó là âm ch, ch. Vậy mình sẽ đọc là which, 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 which. Tiếp theo nào. P. A. N. T. Và cuối cùng là âm S. Mình sẽ đọc vào nhé. Đó là pants, pants. Tiếp theo là D. U. Do. You. You. A. A. Want. Want. Nice choice. Nhớ các âm cuối nhé. Nice choice. Which pants do you want? 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 Câu số 5. Rồi, từ này mình học rồi này. The. Từ này sẽ kết hợp với g và r. G, r, g, r, gr, gr. Có âm r nên miệng mình sẽ hơi chu ra nhé. R, gr. Ok. Nào, nguyên âm a, gray, gray pants. Luôn là số nhiều vì quần hay ống. Ok. The gray pants. Câu cuối cùng. Rồi, mình sẽ có âm gr giống như mình đọc vừa đấy đúng không ạ? Gr. A và t. Great, great. Cái này thì sẽ có hai âm tiết nhé. I và D. E, A. Dear, dear. I, dear. Trọng âm rơi âm thứ hai nên mình đọc cao âm thứ hai này. Idea, idea. Great idea, great idea. Vậy là mình đã chinh phục hết 6 câu ở trong bài này rồi. Cách tốt nhất để học đó là mình sẽ đọc nhỏ từng từ một, từng âm một, sau đó mình ghép vào câu, đọc nhanh dần và phải nghe video gốc thật là nhiều lần thì khi đó mình sẽ thuộc một cách tự nhiên hơn và nói một cách trôi chảy hơn. Chúc các bạn thành công.